Mình xin chào tất cả mọi người nha, chúc mọi người có một buổi chiều thật là vui vẻ. Thì cái thuật này là mình phải đi nhận một câu về mọi người. Thì hôm qua mình có giao một cặp bồ câu King Tiger cho em trai ở Đồng Nai. Thì mới đầu em hỏi mua cặp này. Cặp này cặp sinh sản rồi nha mọi người. Thì em chuyển tiền cho mình xong rồi. Cái sau cái em coi clip của mình đó, em bỏ ý em bắt cái cặp mà bữa mình nhốt cái lồng này mọi người. Lồng này cái cặp mà mình nói khoảng 5 tháng mấy rồi đó, mình thấy cái con mái qua nay nó nằm trong ổ mấy bữa rồi, không chừng về vài bữa nó đẻ mọi người. Rồi chút mình sẽ để cái xin chào mọi người. Cái clip cái cặp đó lên cho mọi người xem. Cặp mà hai con bông đều hết tướng to tròn đẹp đó. Em trai lúc trước có mua mình. Thì em bắt cái cặp đó. Thì hồi qua có con cặp à, với lại hồi qua chiều qua mình về mình giao liền á, nên gấp xe chạy gấp á, mình không có quay lại đó. Thì bữa nay mình quay lại cho mọi người xem. Thì em nhận chim xong gửi lên tới Đồng Nai đó, hình như 10 xe nó 10:40 tối tới á đó. Thì xong em mới nhắn tin với mình là em có cái cặp mon này mọi người đó, là em muốn giao lưu với cái cặp này đó. Thì mình đồng ý luôn đó. Thì em gửi về cho mình mới nhận thứ thì nè. Thì mình nhận xong rồi mai bật mốt mình gửi cái cặp đó lên lại cho em đó. Thì em nói cái cặp này là con 9 lạng con 8 lạng rưỡi, thì chim được 5 tháng đó. Để cho mình cân thử coi nhiêu nha. Mình cân rồi chút mình trừ cái thùng ra. Chết cha. Kéo lại ngay kìa. Đây. 2 ký 2. Đó, 2 gạch mọi người. 5 gạch là 2 ký rưỡi này, 2 ký 2. Rồi để chút mình tháo ra rồi mình trừ cái thùng coi. Coi còn nhiêu nha. Rồi giờ mình bỏ xuống. Rồi mình tháo ra mình bỏ lên lồng cho mọi người xem hai cặp bồ câu đó như thế nào. Rồi mình thả chim vô rồi xong rồi mình sẽ cân lại cái thùng này coi nhiêu nha mọi người. Thùng này 400 gram. Đó. Mọi người. Đó. 400 gram qua chút xíu nha. Đó cho 400 gram đi. Hồi nãy 2 ký 2 trừ là con ký 8 là con 9 lạng mọi người. Đó. Rồi giờ mình sẽ quay cái cặp chim cho mọi người xem nha. Đây, hai con này ghim hơi động rộng chắc. Hai con này khả năng con chống con máy hoặc là hai con máy mọi người. Nãy mình coi một con thì 7 lông, con kia nó bị rụng lông chắc 8-9 lông vậy. Con này nè, nó ngay khúc lông cánh chốc cánh đuôi nó rụng rồi nó mới lú ra con miếng cộng à. Chứ 8 lông 9 lông vậy, còn con này 7 lông nè. Nó đang ra lông cổ. Cặp này kiện 2023 tơ 5 tháng. Này mon kỳ lân nha mọi người. Em còn một cặp sinh sản nữa. Nhưng mà sinh sản thì không có kiền. Sinh sản lưới đầu không có kiền nên mình giao lưu với cặp này. Cặp này chim tơ. Hy vọng là đúng cặp mọi người. Mới về mệt nó nằm. Rồi sáng mai hoặc sáng mốt mình sẽ giao cho em cái cặp này. Thì mình còn mấy cặp này nè, mà sẵn mình quay lại cho mọi người xem ai mua được mua nha. King Kỳ Lân. Con kỳ lân nhạt, con kỳ lân đậm. Máy tướng tròn đầu gấu mọi người, tướng tròn quay đó mọi người. Còn cái cặp này thì có khách ở Đồng Tháp bắt rồi đó. Cặp này tướng cũng đã làm cũng phê em nè. Nhưng mà con Tiger con đen. Con này mốt là lọc ra đẹp nè. Thì anh khách đó lúc trước hồi lâu mình có quay là
mua mấy con chim mà chim con của mình 7-8 ngày vậy anh cũng bắt luôn á, anh ở Đồng Tháp mà nhờ xe ôm đi tới ngã ba Trung Lương á. Nhưng mà chuyến này thì mình sẽ gửi về bến xe Cao Lãnh rồi anh biết nhờ người anh ra lấy hay nhờ người ra lấy gì không biết. Con cặp đó với cặp đen này nè, con đen đó với con đen này nè, tướng chà bá luôn mọi người đó, hai con đen nè. Còn cặp này thì chưa có ai chốt nha, để mình coi con này sạch đậu chưa. Ôi nó khô mọi người, để nó im mình coi mọi người xem nè, cái mày nó khô nè đó, ngay cái kẽ chân, ngay cái kẹp trong ngõ kẽ chân thấy không đó, bên đây để bên đây coi nó tung hoài ta. Rồi bên đây cũng khô, rồi bên đây khô hơn nữa nè đó. Cặp này là ai mua sắp bán được mọi người, cặp này ra thay gơ chắc rồi, còn cặp kia ra đen rồi đó. Anh khách đó là mua hai cặp, hai cặp đó với con này, con này mình khả năng mái cao nè đó. Con này rồi mình cái con đó anh kêu mình tặng mọi người đó. Cái con đó hổng mà cả hai tháng mình đúc nó đó nhá, rồi tặng đó rồi anh mua thêm ba con này nữa. Chưa đang cặp bắt luôn, anh bắt luôn là nó chưa biết ăn nha, bắt luôn. Như đây nữa, chỉ cần đây con này ra thay gơ chắc à. À. Còn hai con trên thì chưa biết ra thay gơ hay đen nha mọi người, tại lông nó chưa có ra đủ, tại nó sẵn chuyến đi, sẵn chuyến anh mua nên anh gom luôn. Thế tổng cộng bắt của mình ba con, với cặp đó nữa là 5 con, cặp kia nó là 7 con, với con kia nó 8 con, với con tặng này 9 con đó. Tổng cộng bắt 9 con. Với đây còn cặp này bố mẹ với con, mọi người con nó biết ăn rồi. Cặp này ai mua thì mình bán luôn nha. Máy tướng đã không? Tướng tròn thẳng. Cặp con này mua bố mẹ với con về chơi luôn mọi người, về có con sẵn luôn. Còn cặp này ẩm tự nuôi con luôn, tự nhiên sau nó không được mấy ngày á, tự nhiên sao biết chích veo hết con mọi người, còn con chứ hết con rồi, ổn ghê luôn. Còn cái cặp này quay xong người xem quên đó, thì con trống con 1 kg của mình, rồi mình đi kiếm con máy cho 1 kg cho nó, vậy nó không đẻ rồi mình lên trên Sài Gòn mua cho con máy khác á mọi người, mua máy khác về cái ở đây đẻ không lên cầu, lứa đầu quá về mới ghép đẻ không lên cầu, xong cái mình thấy cái chuồng này mình có nắng dội vô á, mình mới dời qua bên kia, tại mà cặp này đẹp nhất của mình, mình cưng mà, dời qua bên kia mấy tháng trời không đẻ, mà con trống nó cũng không gù, có bánh im re, nó không đạp không gì mọi người đó. Rồi mình thấy vậy thôi mình trả lại chuồng cũ, mới trả lại vài bữa là thấy nó cắn mỏ hay đập cồ rồi nó đẻ luôn mọi người. Giờ máy đang ấp đó. Đó, bởi có mấy con khó tính á, nhiều khi mình bán cho khách á thì về lạ chuồng lạ chỗ, nó đâu đẻ đâu, nín luôn như cái con mà máy ký này của mình nè, đó mình mua có cái chú trên Sài Gòn đó, về mình đúng nửa năm luôn mới đẻ, ghê thiệt chứ. Hổm là mình dời qua đây nè, giờ đổi nguồn trả lại đây. Như đây trong đây mình còn con đỏ con vàng mọi người, mà hổm cái con canh đó đòi bắt con cặp này luôn, canh mà ở Đồng Tháp đó bắt cặp đỏ vàng luôn, mình không bán, bán con đỏ mình bán nha, còn con vàng mình không bán, tại mình hôm nay mình ra được có con thì mình tính để lại gà giống từ từ mình hả bán, tại nhiều mình mới bán. Rồi đây hai con tiger, một con xì tiểm. Đó, xì tiểm này khả năng chống chắc rồi, còn hai con kia thì chưa biết. Đó, ai mua cặp tiger này thì cứ nhắn tin cho mình, mua con này luôn cũng ba con luôn cũng được nữa đó, mình bán hết á, mà chắc đa số thường là mua cặp chơi chứ đâu ai mua ba con mọi người.
còn cặp này. Máy Tiger còn chống bị niễn niễn nè. Ai mua mình để rẻ lại về kiếm con chơi. Nó ra con bình thường nha. Nếu hãm cái clip trước mình mới quay về, mình có để cái của chủ cũ mà gửi qua cho mình coi á, là nó đang nuôi con đó. Nhưng mọi người yên tâm. Rồi sẵn quay đây là 3-4 cặp bữa mình thu lại chung với King Tiger luôn á. Thì 3 cặp là chống Titan máy thái đua. Đó, mình mới thấy như vậy, thấy nhỏ xíu, mình tưởng đâu là sẻ mọi người. Nhưng mà mình dòm lại cái chân có kiền với mình dòm lại cái đầu cái mỏ thì mình mới biết là thái đua. Chân có kiền hết nha. Này 3 cặp chống Titan máy thái đua. Đây cặp này thì cặp trắng pháp lai 4 cặp. Rồi ai mua làm vú ha, nuôi chơi thì cứ nhắn tin cho mình. Mấy cặp này mình bán rẻ thôi. Rồi thôi mình chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại trong clip tiếp theo.